Em ơi, anh mới bắt được con bò bự lắm. Con bò? Con bò ở đâu? Anh buộc dây lại phía sau kìa. Chắc là con bò bự dữ lắm. Ý mèn đét ơi, con bò quạt gió. Con Việt Nam, con Việt Nam. Hai cho con giáp vụ nữa hả? Tập tiếp theo. Mẹ ơi, con muốn tắm mưa. Thôi, tắm mưa nguy hiểm lắm. Nhưng mà con muốn tắm mưa. Vậy thì đi theo mẹ. Đó, còn muốn tắm mưa nữa không? Thôi, sợ quá mẹ ơi, đi vô. Ai hốt rồi mà. Tập tiếp theo. Mua cái gì đây ta? Kẹo, mắt, malo nè con. No. Còn oxy thì sao? Con không thích oxy. Lẹ lên đi, nóng rồi nha. Ai hốt rồi mà. Mua mỗi thứ một cái được không? Không được, không mua thì đi về nè. Mua cái nào ta? Tập tiếp theo. Thèm xài quá. Để anh hái cho. Xài nè em. Cảm ơn anh. Vô mánh, vô mánh. Gì đây? Ờ? Hai. Chú bộ đội, tha cho em đi. Em lỡ dạy, em không ăn cắp nữa đâu. Rồi đi đi. Mong rằng sau này cô đó không là người móc túi nữa. Hai. Tập tiếp theo. Quạt gió nhỏ xíu. Nắng quá, quạt gì chừng nào mát trời. Quạt gió to, quạt gì bé mát nè. Nhưng mà hơi mỏi tay nghe. Quạt gió bự bành bung. Trời nóng, quạt cái này mới đã nè. Tập tiếp theo. À, ăn cướp. Mẹ để con. Mạnh mẽ quá con ơi. À. Oh no. Cảm ơn nha. Bắt cái điện thoại, bắt con nghe dép rồi trời. Cảm ơn sự đồng ý hành của các bạn.